Chào mừng bạn đến với đồ uống cuối cùng của phần trà hoa quả, cũng là kết thúc của khóa học trà sữa. Đồ uống cuối cùng mang tên là trà dừa ngậy nhà Đàm. Một trăm ml nước trà ô long, mười ml siro hạt dẻ, mười ml siro vani, hương vị chủ đạo dừa 20 ml, một xúc đá. Lắc. Giải đá bào lên mặt cốc. Một muỗng nha đam. Thank you.